Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Ngày 3 tháng 4 năm 1908, người phụ nữ tên Carolina Olsen thức dậy sau giấc ngủ dài không tưởng và nhận ra thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Cô biết tin mẹ và hai anh trai đã qua đời, Carolina chẳng thể nhận ra những thành viên còn lại trong gia đình. Nhìn vào tấm gương, Carolina sốc hơn cả, cô đã ngủ một giấc dài trong suốt 32 năm. Cho đến nay, câu chuyện kỳ quái về cuộc đời của Carolina vẫn là một dấu hỏi lớn của giới khoa học, khiến người ta rùng mình khi nghĩ rằng có một thế lực huyền bí nào đó đã làm ra chuyện lạ này. Còn với riêng Carolina, cô được mệnh danh là công chúa ngủ trong rừng phiên bản đời thật. Hôm đó, Carolina Olsen mới chỉ là bé gái 14 tuổi, đang trên đường trở về nhà ở ngôi làng Ono, một hòn đảo ở Thụy Điển. Cô băng qua con sông đóng băng thì trượt cho ngã. Một số người kể lại rằng Carolina đã rơi qua lớp băng, suýt chết đuối nhưng đã được kéo lên an toàn vào phút chót. Một vài người khác nói rằng Carolina đã vấp ngã và đập vào đầu vào băng cứng nên đã bị gãy một chiếc răng dẫn đến đau răng. Dù sự tình ra sao thì cuối cùng cô bé ấy vẫn trở về nhà với cơn đau dữ dội. Khi cơn đau răng trở nên tồi tệ hơn, cha của Carolina, một ngư dân và mẹ cô cho rằng đó là do một phù thủy gây ra. Năm 1876, những niềm tin mù quáng và mê tín dị đoan cực kỳ phổ biến, đặc biệt là ở ngôi làng Orno, nằm biệt lập với thế giới bên ngoài. Các vợ chồng nghĩ rằng mình không thể làm gì vào buổi tối hôm đó nên bảo con gái Carolina đi ngủ và xem điều gì xảy ra vào ngày hôm sau. Carolina đi ngủ ở tuổi 14, nhưng cô cứ ngủ mãi như thế trong suốt 32 năm mà chẳng một lần thức giấc để ăn uống hay di chuyển cho cơ xương đỡ mỏi. Khi choàng tỉnh vào năm 1908, cô đã bước sang tuổi 46. Trong thời gian Carolina chìm sâu vào giấc ngủ, cha mẹ của cô đã phải trải qua rất nhiều lo lắng. Khi con gái không tỉnh lại sau vài ngày nằm trên giường và họ không thể đánh thức cô dậy, họ đã nhờ sự trợ giúp y tế. Carolina đã được thăm khám bởi một số bác sĩ, nhưng tất cả đều không thể giải thích dứt điểm tình trạng khó chịu của cô và tất cả các nỗ lực đánh thức cô đều thất bại. Thậm chí người ta còn dùng ghim cắm vào đầu ngón tay của Carolina để mong nhận được phản hồi nhưng vô ích. Sau đó vào năm 1892, cô được đưa vào bệnh viện trong một tháng, nơi bác sĩ dùng nhiều cách để đánh thức cô nhưng đều thất bại. Ngay cả điện cũng được sử dụng, một dòng điện truyền qua cơ thể cô cũng chẳng xi nhê gì. Cô được trả về nhà và cuộc sống cứ thế trôi qua. Mẹ của Carolina qua đời năm 1905 và sau đó là hai anh trai của cô. Điều bí ẩn là khi họ chết, Carolina được cho là đã khóc nhưng cô vẫn ngủ. Sau cái chết của mẹ cô, gia đình đã thuê một quản gia để quán xuyến việc nhà và chăm sóc Carolina. Mỗi ngày cô được cho uống 2 ly sữa có đường bằng cách cho thì vào miệng. May mắn là phản xạ nuốt của cô vẫn còn nguyên vẹn, nếu không có thể đã chết. Một vài lần người ta thấy cô trong trạng thái đi bộ hoặc bò giống người mộng du. Cha cô cũng đã chứng kiến cảnh con gái quỳ gối, cầu nguyện cạnh giường và nói vài câu lẩm bẩm trước khi quay trở lại giường, mắt vẫn nhắm tịt. Cuối cùng, khi Carolina tỉnh dậy, thế giới của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô hẳn đã biết có điều gì đó không ổn, vì nhìn thấy ai cô cũng đều cảm thấy khó chịu. Điều đáng chú ý là mặc dù khi tỉnh lại, Carolina đã 46 tuổi, độ tuổi trung niên, nhưng trông cô vẫn trẻ như ở độ tuổi ngoài 20. Giấc ngủ kéo dài đã giữ được nét thanh xuân cho Carolina. Khi có thông tin rằng người đẹp ngủ trong rừng là Carolina đã thức giấc, nhiều người từ khắp nơi đã lặn lội đến để được tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo cô. Carolina đã trở thành một người nổi tiếng sau giấc ngủ dài 32 năm. Khi được hỏi về những gì có thể nhớ, Carolina trả lời rằng cô nhớ mọi thứ trước khi ngủ và tất cả những gì cô có thể nhớ về chính giấc ngủ đó là những hình ảnh hiện hữu liên tục, các khuôn mặt xanh chìm trong nước. Điều trùng hợp là các anh trai của Carolina đã chết vì đuối nước. Tuy nhiên không phải tất cả đều tốt đẹp sau giấc ngủ ấy. Nhiều người cho rằng Carolina là một kẻ lừa đảo và giấc ngủ 32 năm ấy là do gia đình cô dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý.
Họ không tin cô có thể sống được từng ấy năm chỉ nhờ sữa và đường. Carolina đã được kiểm tra sức khỏe toàn diện và không có dấu hiệu bất thường nào. Trí lực của cô vẫn là của một người phụ nữ trẻ, thông minh, nhưng rõ ràng là cô biết rất ít về lịch sử đất nước mình. Điều này có thể lý giải được là vì Carolina sống chậm hơn thế giới những 32 năm. Sau đó, Carolina đã có một cuộc sống khá hạnh phúc và qua đời vào tháng 4 năm 1950. Người ta vẫn chưa biết thực hư lý do tại sao cô lại ngủ lâu như vậy và người ta vẫn coi đó là một điều kỳ quái trong y học. Từ trước tới nay, chúng ta luôn nghĩ hình dáng mũi là do di truyền. Nhưng nay các nhà nghiên cứu đã khám phá ra mối liên hệ giữa hình dáng mũi và thời tiết. Vào cuối thập niên 1800, nhà nhân loại học, nhà giải phẫu Arthur Thompson đã có ý nghĩ hình dáng mũi có thể bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Ông đã tiến hành nghiên cứu dựa trên những phép đo từ hộp sọ người và đưa ra kết luận. Người sống tại vùng khí hậu nóng ẩm thường có mũi thấp, rộng. Ngược lại, người sống tại vùng khí hậu lạnh khô có mũi cao và hẹp hơn. Trong nghiên cứu mới đây, dẫn đầu là nhà di truyền học Aslan Chady thuộc Đại học Pennsylvania cùng nhóm chuyên gia đến từ Mỹ, Ireland và Bỉ. Họ đã nắm bắt được nhiều khía cạnh trong mối liên hệ giữa hình dáng mũi và khí hậu. Kết quả của cuộc nghiên cứu cũng được công bố trên tạp chí di truyền học Blood Genetics. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh khuôn mặt 3D của 476 tình nguyện viên đến từ các vùng miền với các kiểu khí hậu khác nhau như Nam Á, Đông Á, Tây Phi và Bắc Âu để đo chiều rộng, khoảng cách lỗ mũi, chiều cao, chiều dài mũi. JD cho biết, kích thước và chiều rộng của mũi có liên quan tới nhiệt độ và độ ẩm của khu vực sinh sống. Người sống trong điều kiện thời tiết nóng có lỗ mũi rộng hơn so với người sống trong thời tiết lạnh. Người càng sống gần xích đạo thì lỗ mũi càng rộng. Sở dĩ có mối liên hệ này là vì một trong những nhiệm vụ quan trọng của mũi là điều hòa không khí đủ ấm và đủ ẩm trước khi đi đến phổi để đảm bảo sức khỏe cho con người và giúp họ thích nghi với môi trường sống tốt hơn. Ví dụ, bạn sống trong môi trường lạnh khô thì không khí đi qua đường mũi vào phổi sẽ là không khí lạnh khô. Cơ chế của đường hô hấp bên trong mũi có nhiệm vụ phải làm ấm và làm ẩm không khí đó trước khi nó đến phổi. Và dĩ nhiên, lỗ mũi nhỏ hẹp sẽ giúp tăng độ ẩm cũng như làm ấm luồng không khí và giảm sự tác động của không khí lạnh. Còn những người sống ở nơi có nhiệt độ cao, bao gồm cả Việt Nam, thường có mũi thấp và lỗ mũi rộng để hô hấp dễ dàng hơn.